Năm học mới 2022-2023 đang tới gần. Dù diễn ra trong bối cảnh tình hình dịch bệnh đã ổn định, nhưng công tác chuẩn bị các điều kiện phòng chống dịch được các nhà trường chú trọng thực hiện, ghi nhận tại huyện Khoái Châu. Trường mầm non Nhuế Dương có hơn 250 trẻ tới trường, nhưng phần lớn chưa đủ tuổi để tiêm vaccine COVID-19. Số trẻ 5 tuổi được tiêm mũi 1 là 60%, mũi 2 là 25%. Các em lại chưa tự ý thức được các biện pháp phòng chống dịch nên nguy cơ lây lan dịch rất cao. Do đó, công tác phòng chống dịch được nhà trường đặc biệt chú trọng. Trong đó, giáo viên vừa chủ động giữ gìn vệ sinh lớp học, vừa phối hợp với cha mẹ học sinh phòng dịch cho trẻ tại nhà. Nhà trường cũng đã phun khử khuẩn này, rồi phun muỗi này, rồi và chỉ đạo giáo viên vệ sinh trong ngoài lớp sạch sẽ. Hàng ngày thì các cô giáo cũng phải thường xuyên lau dọn đồ dùng đồ chơi, đồ dùng cá nhân của các con, hướng dẫn các con các cái công tác và các cái bước vệ sinh để có cái thói quen ngay từ đầu. Xác định vaccine là lá chắn quan trọng cho công tác phòng chống dịch, trong suốt dịp nghỉ hè, giáo viên, chủ nhiệm các lớp tại trường tiểu học Đại Hưng thường xuyên vận động cha mẹ đưa con tới trạm y tế tiêm vaccine phòng dịch. Đến nay, hơn 80% học sinh nhà trường đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine. Nhà trường cũng đã bố trí đầy đủ các vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh như khẩu trang, khử khuẩn, máy đo thân nhiệt, khu vực vệ sinh và rửa tay sạch sẽ, phân công giáo viên dọn dẹp vệ sinh lớp học, đồng thời xây dựng kế hoạch dạy và học, chủ động ứng phó nếu dịch bùng phát trở lại. Mỗi lớp có một cái góc y tế giúp các em để phòng chống dịch bệnh là thực hiện tốt cái thông điệp 2K, đó là khẩu trang và khử khuẩn. Nhà trường đã xây dựng phương án để tổ chức dạy học một cách linh hoạt, kết hợp giữa trực tuyến và trực tiếp khi mà có dịch bệnh xảy ra. Đến thời điểm này thì đối với trường tiểu học Đại Hưng đã sẵn sàng để bước vào năm học mới 2022-2023. Hiện nay, ngoài COVID-19 xuất hiện một số dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ, tay chân miệng mà trường học là khu vực có nguy cơ lây nhiễm cao. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng xác định chủ động phòng chống dịch bệnh trong trường học là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của năm học 2020-2023, đòi hỏi các nhà trường phải nghiêm túc, không chủ quan, lơ là.